ui, cái gì ấy? Tất cả mọi người đã quay lại với săn bắt ẩm thực vùng cao nhé. Chào mọi người. Hôm nay mấy thầy trò mình lại đi tìm săn rắn này. Ba thầy trò. Nói chung là đáng ra là không cho Bun đi săn rắn thôi, nhưng mà mọi người thích thì xem Bun đi săn thì mình cho Bun đi săn rắn. Cái nhất, cái hai là mình cũng muốn nói thêm một tí về vấn đề là hôm qua mình có bắt được con chăn rất là to mọi người ạ. Có ở trên người nhà, nóc nhà của người dân nó gặp ra phơi nắng. Cái nhất, cái hai là con chăn của mình nó không có màu. Chăn của mình là chăn hoang dã thiên nhiên, nó không có màu, nó không liên quan gì đến vấn đề tâm linh. Và mình xem cũng khi mọi người nhắc thì mình cũng xem qua ở bên kênh, một cái kênh YouTube đấy, là con chăn của người ta có màu, người ta còn nói về tâm linh cơ. Những chăn của mình thì không có màu mọi người nhé. Ai xem video thì con rắn với con chăn thì nó gần như con rắn nào cũng giống con rắn nào. Chăn thì nó có mấy loại chăn, chăn đất, chăn gió, chăn đủ các kiểu, nhưng mà một loại đấy là nó giống nhau. Có thể là nó giống y xì màu với nhau nhưng nó sẽ khác về trọng lượng. Con chăn của mình thì nó bé hơn chăn bên kia. Bên kia thấy họ bảo 100 cân cơ, một tạ cơ. Cái chăn của mình không được như thế mọi người nhé. Và chăn của mình nó không có màu. Đấy, mọi người xem thì cũng nhớ gọi là lưu ý một tí. Chứ còn anh em mình làm video cho mọi người xem là kết hợp với trong quá trình đi săn bắt thôi, chứ không phải là làm video như thế nào cả. Mong mọi người xem thì lưu ý một chút nhá. Thì hôm nay bây giờ tiếp tục ba thầy trò mình đi săn đây mọi người. Nhiều người xấu nói là con này của mình nó cắn mình, nhưng không phải đâu mọi người nhé. Con này của mình không bao giờ cắn mình cả. Rất trung thành đúng không? Nào, ngồi xuống chào mọi người. Ngồi xuống. Ngồi. Đấy. Đấy. Đi, xuống đi. Đi. Rồi bây giờ anh em mình tiếp tục đi săn nhé mọi người nhé. Có hàng quay mọi người xem nhá. Có hàng mình quay mọi người cùng xem. Lên đường rồi. Ui, cái gì ấy? Ui nó đi đuổi mà. Con hổ ngựa rất to mọi người ạ. Cái này là thật ra mọi người này, cái lý do tại sao mà không muốn Bun đi săn rắn này là nó thường cắn chết rắn. Cho nên là mình rất ít khi cho Bun đi săn rắn. Cắn phát nó quẩy mấy phát chết tươi luôn. Quật mấy phát là chết rồi. Chết luôn rồi. Chết luôn như con ngựa này. Ngựa to đấy. Có phải hàng cân đấy. Thôi đằng nào tí về chào thịt. Có mồi rồi mọi người ạ. Ui rồi này. Ngựa nó cắn vào mũi Bun chảy chết máu. Chưa? Đâu. Gãy gập người luôn, gãy hết cả xương sống mọi người ạ. Chết rồi. Nó vẩy vẩy cho mấy phát chết tươi này. Nó cắn vào mũi Bun này. Ngựa nó cắn vào mũi đâu? Bun. Chảy máu à? Đấy. Ui giời ơi. Nó cắn vào mũi Bun. Thôi đi, đi tiếp. Đi tiếp theo kiểu gì giờ được kiếm thêm con gì nữa. Đi lên đây. Nghe cho Bun nó sụp. Đi. Ui, nó lại phát hiện ra rắn hay sao ấy? Ui, nó đuổi con gì ấy? Gì? Nó vừa nào nó đuổi con gì đây? Vớ vẩn đây, còn rắn nữa ấy. Nó đang ngửi, nó đánh hơi đấy. Đấy, đang đánh hơi này. Nó đang ngửi hơi ấy. Nó phát hiện thấy con gì nó lao vào đây. Đang ngửi hơi rồi. Cẩn thận đấy, vớ vẩn có rắn đấy. Đấy, đấy đấy chưa? Đâu này khả năng lớn là có hàng rồi. Chắc chắn là có rồi. Cứ đấy đi, cứ bới ra đi.
buộc vào đấy cho chắc. Buộc chắc vào không, nó kéo đủ cây đấy. Con này nó khỏe lắm. Bởi vì con này nó khi nó thấy là nó sẽ cắn chết rắn ngay. Nó lên là phải. Đấy, nhìn chưa? Nó cứ nào vào nó đòi ấy thôi. Bới bới ra xem nào. Cẩn thận nó rắn độc thì nguy hiểm lắm. 100% ở trong này luôn. Bới hết ra em ạ. Bun này nó phát hiện chuẩn lắm. Không sai đâu. Thường thường thì 10 lần thì nó sai 1-2 lần thôi. Đúng rồi. Khoảng 80% là sẽ có rắn. Con to hay con bé thôi chứ chắc là có đấy. Ui, nặng thế. Đây này, nó cứ đang nhìn nên nó đòi ấy này. Nó đòi vào à? Ừ. Vừa ấy nó nhìn phát hiện ra con ngựa nó cắn chết luôn. Nhanh quá, em bật máy quay không kịp. Mình biết làm sao, lúc nào nó có hàng đâu mà chuẩn bị cái. Tự nhiên đùng cái nó lao vào, nó tấn công thì ai biết, ai nhìn thấy con rắn đâu mà. Nó đuổi thế nhưng mà anh không giữ được nó. Anh bảo có hàng, bắt đầu em mới bấm máy quay lên chứ không kịp. Mình là giật mình chưa để ý gì, nó đã đánh hơi, nó đã đuổi được gần đến nơi rồi. Thế nó mới gọi là chó. Yeah. Mày gọi là người mà. Tìm kỹ hả? Con treo có thấy không? Tìm giúp hết. Thả bun ra cho nó ngửi xem nào. Xem nó ở cái ngách. Chứ bây giờ đống gạch này tìm khó lắm. Xem nó chui cái ngách bên nào cho đánh hơn. Rất ra không hồi là. Có đánh hơi cơ. Có thấy không? Chưa thấy dấu vết gì cả. Cho khả năng cho con bùn nó đánh hơi. Bùn. Ngoan nào, bùn, ngoan. Nào, ngoan. Đây này, rồi con rắn là nó cắn vào môi con bùn này. Đấy. Thôi cho con chó nó đánh hơi phát nữa sư phụ ạ. Đấy, con bùn này mọi người này. Đấy, nó cứ đưa nào vào đồ, nó đòi tấn công thôi. Đấy, nè. Nhìn trông đẹp chưa? Cái tai nó vảnh lên là có hàng ấy. Khi lại chó săn ấy, khi mà nó đi săn ấy, tai nó sẽ vảnh lên. Con này thì rất là khỏe nhá. Mọi người nhá. Đấy, mọi người nhìn này. Rất là khỏe luôn. Ấy, chân nó cơ bắp chưa? Ấy, nhìn nó quanh ra. Cái đùi nó rất là to. Có thấy không? Thôi thả con này ra cho nó đánh hơi xong rồi. Cái răng của nó rất là sắc luôn. Mọi người có thể mua một con pitbull này về để huấn luyện đi săn nhé. Bởi vì nó là dòng chó săn. Đấy. Con này thì nhiều hàng. Con này thì hàng chuẩn của nó ấy là thường thường rơi vào khoảng tầm 8 triệu. 8 triệu đổ lên là hàng chuẩn của nó ấy. Còn mấy cái hàng gọi là vớ vẩn thì nó sẽ rẻ hơn. Lông nó rất là ít luôn. Này, lông nó rất là ít. Hầu như là nó không, lông nó ngắn và nó không dài. Người nó toàn thịt thôi, lặng lắm. Con này nặng lắm, con này 40 mấy cân. Thấy không? Hả? Dọn bớt cái quả hơn, nhiều quả quá. Bây giờ lại phải cho bun ra để nó đánh hơi xem mà như thế nào. Chứ còn mất dấu vết rồi. Đi lại đây. Bun. Bun ra đây đánh hơi xem mà ngóc bên nào. Chân. Để nó đánh hơi cho nó. Mấy đống này đá tảng to lắm. Đấy, đấy, trong đấy. Đấy, trong kia kìa. Nó đi qua rồi. Nó ngửi xem.
Cứ đầy lấy nó sục đi. Đấy, nó đánh hơi được rồi đấy. Không thấy à? Chạy mất rồi. Hay nó chạy bé mất rồi. Nó đang chạy mất rồi. Nó vẫn đòi sang bên này. Đấy, đấy nó cứ đòi rút đấy, thấy chưa? Đấy, trong đấy rồi. Trong đây rồi. Trong đây rồi. Đấy này, nó cứ đòi sụp ở trong đấy này. Tìm xem nào. Trong đấy rồi. Đấy. Đúng trong đấy đấy. Mọi người thấy không? Con chó là nó cứ đòi rút vào đấy và nó khả năng là chắc chắn là ở trong đấy rồi. Nó sang đây rồi, Phải bới hết đống này cũng khá là nghiệt đấy. Bới hết đống đấy mệt lắm. Tao biết rồi. Sư phụ này cho nó ra kia thôi. Đấy, thấy chưa? Nó cứ đòi vào đây. Bên đấy. Nó nhìn thấy rắn nó cắn chết coi. Nó nhìn thấy rắn là nó cắn. Ê, cắm gai, cắm xiên vào ủng. Lật hẳn ra sao nào. Nó cứ đòi giúp vào đây mà. Quái cứt. Nhiều đống này nặng lắm. Tảng này to lắm. Tảng to lắm, làm sao mà lật được. Thôi được, không chơi được. Ôi, ở đây rồi. Nó tìm mình ra này. Đây rồi. Chứng tỏ trong này có kiến hay có gì hay sao ấy. Chắc không phải đến bị đốt ra. Đây đang tìm mình ra luôn này. Mày có hồi rồi. Đỡ phải lật từ từ ra xuống. Mang. Từ từ để xem cái đuôi nó cho nó. Đứng đứng nó giúp bên đấy ra. Ủa cái đầu luôn kìa. Đầu ở đâu? Cẩn thận sư phụ. Phải cho cái viên này ra. Đây. Thấy rồi nhá mọi người nhá. Đấy con bùn đánh hơi chuẩn nhỉ. Đầu đây rồi. Nhấc hẳn ra đây. Ui hổ mang. Nó mổ đấy. Hổ mang. Ui to nhỉ. Gãy hơn đấy. Nó đang chư đây. Ai da, đây rồi. Một em này mọi người này. To thế. Lấy túi đi. Ui giời, ui giời. Giật cơ mình. Bùn nó đang kìa. Ui giời này. Ui giời, này. Chặt con bùn đấy. Ui giời. Nó bập chết con này ấy. Lớn chưa? Chất luôn rồi này. Con bùn này nó đang muốn tấn công rồi đấy, muốn đánh nhau rồi đấy. Nó muốn chiến rồi. Đấy. Thôi rồi lấy túi cho mày. Ui giời, nó đớp rồi. Đớp luôn. Đấy. Lấy túi đây để anh bắt cho con này vào đi. Bắt luôn con này. Bắt luôn con này vào xong rồi kiếm thêm con nữa ở trong đây xem nó được không. Không thì hỏng. Bùn nó đang sôi sục kìa. Nhìn cái quả hàm nó khiếp nhỉ. Đấy. Nó đang nhìn thế này. Ấy. Mùi giờ. Mùi. Đang muốn đánh nhau đấy. Đang muốn đánh nhau con này. Bắt nó cẩn thận. Ui da. Ai da. Ui da. Một tên. Bóng ông lọng à. Ấy. Nhập luôn. Thôi tí nữa về nó cho ăn sau. Giờ này là giờ nào mà đòi ăn. Nó đòi cắn chết đấy. Con ngựa nó cắn chết rồi. Con ngựa này số nó đen rồi. Con ngựa mà phải con ngựa mình không ấy được là nó bật chết luôn ấy. Nó khỏe quá. Lại cho nó ra nó sục xem còn không? Hả? Ừ, khả năng là sục tiếp xem còn không? Khả năng cho sục tiếp. Cái đống này rộng lắm, bây giờ mình biết đâu mình tìm được. Này, thế phải giấu cái túi của mang ấy đi không là nó cắn chết đấy. Con này nó điên nên nó cắn ngay. Ở đây.
Đấy. Ấy 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 máu lắm. Ui, khả năng vẫn còn thôi. Chắc hết rồi hay sao ấy? Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Lúc nãy nó nào vào ngay. Đợi anh kìa. Đấy, nó đang đánh hơi đấy. Ui ơi, qua hàng hay sao vậy? Đây, luôn đánh hơi trong đây này. Đây, bố mang kéo bùn ra, nó cắn bùn nữa. Thấy chưa? Đúng rồi, cầm cái bùn đấy bọn. Lôi ra. Đâu, bố mang đâu? Đây. Nó vẫn giữ trong lùm cây này. Con này hình như bị cắn rồi hay sao ấy, thấy trọng lắm. Nhá, khả năng bị cắn. Khả năng bùn nó cắn rồi hay sao ấy. Nó trọng lắm. Thôi để huynh vô luôn nhá. Bắt luôn đi. Một con hổ mang. Không phải. Làm sao? Con này đang tìm đường để kiếm chỗ để lột mắt đục rồi. Lột à? Mọi người ơi, mắt nó bị đục mất rồi này. Con này đang lột. Đang tìm chỗ lột thì con bùn nó sụp được. Đây. Nó đuổi từ chỗ kia mà. Chất luôn. À đây, cái da nó bong lên này. Da bong này. Đang lột rồi. Cái da đang bong rồi. Đang lột. Nó làm mình thấy nó chậm tưởng bị cắn rồi. Đang lột. Ui. Ê, bong rồi. Chất luôn. Cho luôn. Ui giời. Đây mọi người, hai con nhé. Mê bùn nó vừa cắn chết con ngựa đây con ngựa này. Cắn phát là gãy xương sống luôn. Đây con ngựa vừa bị cắn chết này. Tí nữa về không cần phải băm viên mọi người. Xương mềm được rồi. Lại ẩm thực. Ui giời. Bùn nó... Mà nó đánh hơi xa nhỉ. Ôi bọn này nó những cái mảng bản năng của nó mà. Nó là bản năng của nó. Không thể chê đâu được rồi. Nó đánh hơi xa thật ấy. Đánh hơi nó lao mét cơ mà. Nó lao vào như tên lửa. Không can được ý. Mấy giờ rồi nhỉ? Muộn rồi đấy. Thôi đi về ăn trưa đi. Ăn cơm trưa đi. 12 giờ rồi mọi người. Là thầy trò mình cũng kết thúc buổi sáng tại đây thôi. Bây giờ thầy trò mình và không tiếp tục chiều lại đi mọi người nhá. Tạm thời thầy trò mình sẽ kết thúc một cuộc hành trình buổi sáng nhá. Mọi người xem clip của thầy trò mình thấy vui, thấy hay vậy thì sẽ đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ thầy trò mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi cho bun về đi. Thôi cho nó về ăn phần thưởng đi. Nay ngày công của bun là cao nhất rồi. Huynh giấu cái làn đi, nó cứ đòi tấn công. Nó lại cắn nhầm huynh với con. Đấy, đấy, thấy chưa? Này. Nó ngửi cái mùi rắn đấy. Nó ngửi cái mùi rắn mà. Giấu cái làn đi. Đấy, 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 đấy. Chạy nhanh. Nó đuổi xui, chạy mãi. Thôi mình tạm dừng video nhé mọi người nhá. Đấy, nó cứ đuổi. Hay là cho mọi người xem tí vậy. Cho xem tí. Đấy, chêu nó tí. Đấy. Ui. Đấy, ui giời. Chết rồi. Giấu cái làn đi. Bùn nó thấy rắn là nó như thế đấy. Đấy mọi người chưa, nó đánh hơi rất là xa nhá mọi người nhá. Đấy thôi, có lẽ kết thúc video nhá.